Quay trở lại kênh Bác Tô. Thôi. Trời, mệt, buồn ngủ quá. Thì hiện tại là mình đang sử dụng trái cát nha anh em. Đi bán Thì hành cho bác cô anh em. hôm nay á, thì mình sẽ làm một video là gọi là kiểu như là chơi trái cát, là sử dụng trái cát để VK. Nói chung là không có video review hay bất kỳ cái gì hết. Tại vì trái cát này á, đi farm thì chú ý lắm, anh em cũng biết mà. Chiêu đó thì toàn là mấy chiêu hất tung mà Yasuo thì rất là thích, có cái chiêu Hasagi đồ cái kiểu trong đó, lốc sấy Hasagi đồ trăng trối đầy đủ trong đây luôn. Mà nói chung á, là hiệu ứng thì nhiều, hiệu ứng khống chế thì nhiều, cho nên mình thấy cái trái này nó chỉ hợp với để đi bay ca thôi, cho nên là mình đã mua rồi. Liền sơ Để bác sơ lên được level ba tô trăm hai chín nói gọi là với anh tổ em chủ clip tịch này chủ BK yếu á. là clip của bác tô Chủ thôi. tịch thì nay BK đỉnh Mình thì lắm, nay đánh không lại làm chủ tịch nữa kéo bác rồi, tô thôi nay nha anh em. mình gà Chồng tiếng, gặp nhưng chủ yếu giờ mình để ôm bác trái tô cát nói đây. nhiều Mình thôi. sẽ Mình sẽ quay ngày hôm nay lại mình cuộc sẽ tập đánh trung nhau chủ thôi. đạo xài chiêu trái cát cho Đó. anh em xem combo mình sử dụng về có hợp lý không á. Thì để sử dụng trái cát thì mình sẽ kính xài cái kính Mingo anh em ạ. Thì mình thấy kính Mingo được cái có tốc độ chạy cao thì BK nó khỏe hơn, còn áo đồ đen thì nó Anh chạy em chậm coi quá, mình bán, với lại chiêu của hành đá cho quỷ bác này đam tô rồi thấp anh em. quá, đam thấp cực Anh em kỳ luôn, xem cho nên nha. thôi mà áo đồ đen vô cũng như không. Dám À, rủ xài mình những cái quánh trái mà đam nhau to xài mà áo đồ đen vô quánh còn được được, cái chứ trái củ chuối anh em thấy à. đam thấp là áo đồ đen lỗ Rồi, để em chém rồi. mít bác tô xuống miếng. Dâu nè chủ tịch, Rồi. dâu chưa? Tao bán hành cho mày nè. Vô Dâm gió vô. đó. Ui, thì cái này nói chung là trái cát này mình xài tộc thiên thiên thần á, thì hay là tộc tộc nào đó thì còn cái gì nữa rồi, nữa rớt nước nữa. Xài xài tộc người cá thì nó không có lợi, xài tộc người cá thì nó không có lợi đâu. Nói nhiều quánh lộn mà nói Thì nhiều hả? người ta bên làm gì đó, làm video thì mình phải nói chứ, mình phải cho người ta nói mày. Rồi lúc đó thì nó ít nhất còn có thể Không nó xuyên qua được cái chiêu của mình luôn nè anh không em. nhưng mà tao nói tới nhiều quá thì hỏi sao anh nói nhiều vậy, còn tao không nói sao anh không nói vậy? Thì đó, nó xài chiêu nó delay anh em thấy chưa, nó xài chiêu nó delay. Ủa, hơi bị lắc hết ta. Đau lá đau bình thường 200 binh. Này à, vậy là nó dẫn, tại vì nó bị xài chiêu xong nó bị đây, chưa có quen lắm. Ăn hành nguyên một rổ Tại nãy giờ tao xài chiêu trái quỷ mày thấy không? chạy được luôn, chạy được luôn. Ui, nó qua được kìa. Tao tông qua luôn. Bờ rào Vào mà. riết rồi cái rút kinh nghiệm né chiêu, chứ ban đầu BK thua hoài, còn giờ cái biết kinh nghiệm, biết né rồi, Hết chạy. Ồ. Chị chết hả? thì nó nhược điểm của trái cát này đó là quánh rồi xong rồi mình cứ ghét mấy thằng bay bay lắm, tại nó bay bay cái là mình không chiêu hết rồi đó, thấy không anh em thấy chưa, nó bay bay cái là chiêu quá, toàn là xài ở dưới đất không à, nó giờ nó bay lên trời rồi. Đây, giờ đánh lại ha. Tao nói rồi, nãy tao giới thiệu là tao sẽ bán hành cho bác tô Rồi, bây giờ tao tập trung tao đánh nè, mà. nãy giờ. Ghê Đây vậy, nè, ghê vô vậy. nè, vô nè. Chờ. Có cần nhường không? Thả cho mạng. Gì nhường? Này tao tập trung tao xài chiêu, toàn là tao xài chiêu đá quỷ không á, chứ tao không có đánh mấy cái. Nếu mà tao đánh qua melee thì sao nè? Đánh đi. Thoải mái. Đâu trốn đâu, rỡ mày é, cứ đánh rớt cái nước hoài à. Ta le lên. Hết chiêu chưa ngồi, chưa Tao đâu có ngồi xài haki đâu. rồi Sao rồi, không lên hả? lên không được đây nè, lọt cũng lọt Ui. rồi, cũng lọt luôn, anh không lên, không lên rồi. Giờ chờ hồi lại cái chỗ này mới lên được nè, cái chỗ dày kia. Giờ chờ hồi Soru lên cái đã. Đó, lên. Được chưa? Hỏi rồi chưa, quánh tao luôn. Ê, dâu. Đó, cứ quánh tao xuống đây hoài hả?
này cứ hết mình trúng. Tao cứ né né chỗ khác là cục cục bình thường, né cho ra khỏi chỗ khác đánh à, cái chỗ này đánh hết hoài dưới à. Cái tôi yếu ngày quá. Diện lọt dưới đó liên quan tới yếu với cứng. Nghe chưa? Ai, vô. Xong là cứ mỗi lần mà xài chiêu mà nó đứng lại cái là bị người ta quánh à. Xài, xài chiêu xong cái đưa lưng cho người ta quánh rồi. Xài chiêu xong là nó phải đứng lại một khúc. Ảnh giờ ảnh biết chiêu của cái này rồi, giờ toàn là né không à, bay trên trời không à. Ai nói mày, tao sờ tao chờ mày xài trước rồi tao mới chạy. Không, nhưng mà có một đặc điểm là lúc mà mày đánh cái chiêu mà nó hất lên á, hất lên như cái núi cái cát á là tao có thể chết bay qua luôn nha. Cái gì Z bay qua được. Nó vẫn trúng nhưng mà đủ kiểu như đủ khoảng cách cho Z nó đấm thì vẫn vượt qua được. Rồi, vô nè. Vô. Lại bay lên nữa. Là mình không xài được cái chiêu nào nữa hết á. Tại chiêu này nó toàn là nó ở dưới đất không à. Nó quánh toàn là dưới đất không à. Sao mày tách tao được? Lại mất chiêu. Ờ chạy kịp. Nó xài chiêu nào xong nó cũng phải đứng là một tí à. Cái trái này nè. Xài mê le luôn đi, chứ mà trái đó không có chơi được đâu. Khoan mày ơi, nãy chưa bấm quay. Ôi giời ơi, trời ơi, chết rồi, bác tôi. Không sao, làm tiếp cũng được. Nhưng mà để mày chào trước đi, để tao tắt mic mày tí, xong rồi mày kêu nha. Xong rồi ra, tao thấy kêu. Còn không mày tắt mic mày chào đi, rồi mở lên. Chào gì, giờ bấm chào luôn, giới thiệu lại. Ok. Rồi bắt tô tí đi anh em à. Mà chắc mình lấy clip này để clip sau cho bắt tô quay thôi, cho bắt tô thoải mái. Mình cũng gần xong rồi, để bắt tô đi giải quyết công việc riêng tí mọi người. Thiệt chứ cái trái cát này không, cái trái cát này PK phải có đồng đội anh em à. Rồi đã. Tôi nghĩ trái này quay trở lại với kênh bắt tô rồi xong nãy mình quay video, nãy ngồi giới thiệu đã xong á, thật ra mình chưa có bật phần mềm quay, khổ ngồi quay đồ các kiểu quánh mấy trận xong rồi ha, thì chó này giờ nó không im được, nó mỗi lần mình quay game là nó kiếm chuyện. Tại thì, sao lại chạy con chó thì mình sẽ mới ở gì, mình mới mua trái cát ngày hôm qua thì bây giờ là mình rủ chủ tịch ra BK để nói như trái cát này á thì không có cần để không, nói chung là không có farm viết gì được từ trái này, farm của bắp lắm, nên là chủ yếu là trái này hiệu ứng khống chế nhiều, có chiêu hất tung đồ Hasagi các kiểu, Yasuo thì rất là thích đi chung, nên là mình sẽ rủ chủ tịch ra BK á. Rồi hey vô nè, xài mày lên luôn đi. Cái trái ta đánh đó, ta đánh trái cát là ta phải tập trung xài chiêu của trái quỷ hơn. Bà quyết định không chịu hết. Quyết định không xài trái cát hả? Thì là quyết định không xài mẹ le hả? Sao không xài mày? Mà anh ta tập trung xài chiêu trái quỷ cho mọi người thấy. Rồi, không ơi. Chiêu nó dễ hụt lắm mà nó xài xong nó còn bị delay nữa nè. Đó. Anh em thấy không? Chà lẹ quá. Rồi cái chiêu xấy này thì chiêu sấy này á thì được cái là nó cản kiểu ai mà xài melee lao vào thì còn chưa được nữa, là xuống nước của ai mày, cát xuống nước là khổ lắm không mày. Ai à, ai à, ai à,
Rồi lên được rồi, lên được rồi. Đây đánh rồi lại lại đây, lại đây đánh, lại đây đánh. Rồi. Rồi. Vô chưa? Vô. Đây lướt 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 là đây, đánh đánh thằng đó văng xuống nước hoài. Rồi. Vô nè, đó. Tháp cát nè, đó bạn mà xài tháp cát xong bị mất một khúc máu. Không, không, đủ đủ tầm nó vẫn đấm được chết không? Nó cho dù nó bị dính chiêu nhưng mà nó vẫn đấm được. Bởi vậy nên là nó thiệt á. Nó đủ tầm nhưng mà đủ tầm dính chiêu Rồi đủ đâu tầm nó vẫn đấm. khoan né chỗ này là quỷ già này nó quánh tao nè. Ủa, bà mẹ đúng quỷ già luôn. Quỷ nó đứng lại đứng coi nữa kìa. Ủa Vậy chiêu heavy sand cát lớn, cục cát lớn để thôi reset lại cho mình nó. Đây mình đang đánh tiếp mình kết thúc nè clip trước nhé anh em, để anh cho em, bác tô quay mình chưa thì có hẹn nghĩ anh ra em ở nhiều những clip combo dành sau. cho Bye đất bye cát anh với lại em. á.